Chào các bạn, ngày hôm nay mình tiếp tục giới thiệu tới các bạn sản phẩm quạt điều hòa Kangaroo KG50F61, bảo hành chính hãng 1 năm. Thiết kế màu trắng tối giản, không chỉ là quạt mà còn là một món đồ trang trí sang trọng. Quạt nhỏ gọn, tiện lợi để di chuyển khắp nơi trong căn nhà. Bảng điều khiển bằng nút nhấn, đèn hiển thị dễ nhìn. Các nút bấm bao gồm bật tắt, tốc độ quạt, đảo gió, hẹn giờ, làm mát, tắt đèn báo. Cánh đảo gió tự động và bằng tay. Tấm làm mát có lưới lọc bụi, dễ tháo rời làm sạch. Bình chứa nước dung tích 5 lít. Quạt có bánh xe dễ dàng di chuyển. Dây điện dài 157 cm. Chức năng tự động ngắt bơm khi cạn nước, an toàn cho người sử dụng. Mua hàng liên hệ số điện thoại bên dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.